Bà xuất xe bóng bóng ngọt nế. Nên nế nhầm xông to vì tàu bà dân tiết tệ tàu mua giờ ca submit create order. Bà chẳng chế tàu bóng dân thời ca theo bộ bà dân sẵn nhầm cho code bà dân mà. Bà thì mua nhầm xông bà ca theo bộ order. Bà PPO thì sẵn make model order bằng the unplug. Ok bà tiếp nhầm tới cái order item model order item xem store market đến chương miên product a class là dừng order bà trong mối tiết nhầm miên payment và payment đi dân store lại cái này thà cái order nó cái payment cái nơi chụp vẽ man này ấy man chẳng dân đã được đồng payment và enter mà ok chẳng dân cho order table dữ và chẳng lại đi nhung miền table foreign ID và men customer ID table foreign ID user ID và chẳng những thứ relationship với máu table foreign customer ID befriend ID on customer on delete set now bà chẳng on delete set nào chẳng lại ní customer ID dưỡng như đã nullable bà chẳng mối tiết dương miền user ID letter user table bà chẳng on delete nhưng đã cascade bà chẳng mối tiết tế tông mối table order item mà dưỡng dương miền field decimal price bà nhóm đọc bói buồn bà mối tiết cứ quantity table integer quantity default nhóm đọc mùi bà chẳng dương miên table foreign ID order ID và mối thiết kế table product ID foreign ID product ID và chẳng ở đây cứ đôi kia mùi table order đấy order ID on orders on delete cascade và chẳng mối tiết cứ products ID reference on products on delete cascade này bà chẳng mối tiết cư table payment và table payment dương miên đồng màu decimal amount đọc bầm bói buồn bà chẳng dương miên phía foreign ID order ID và table phía foreign ID user ID và user ID này chúng ta đã bày đăng tha là cái là tool payment nâng và trong relationship chúng copy màu pin đi máu và nồng đấy chúng copy về đã nó còn timestamp chúng đã nó còn timestamp máu và trong tệ tông với order ID order on delete cascade mũi tiết user ID users on delete cascade và chẳng dừng migrate mà dùng php artisan migrate ok và chẳng dừng cho add field tầng ở nó cho được trong model bài dương nữa và dùng cho là order.php order model và dùng copy customer ID và nhầm create fillable via má protect fillable và customer ID và main user ID và chẳng tiết tao mùi order item ở dưới nhưng main benefit và dành cho order item.php như protect fillable và miền nhưng mở máu miền price quantity order id product id và price or quantity products ID order ID và chẳng mối tiết tại tao mối payment bài payment.php và dưới và dùng protect được nghĩa fillable và chẳng dừng miền amount và nâng user ID và amount user ID và main order ID mỗi tiết ok chẳng được nông nhờ nhung xong bắt animation bắt migration dương và chẳng được nông order đấy dương miền và chẳng được nông order đấy dương miền relationship via và has items và giờ return has many order item class và chẳng dương miên payment return has many payment và chẳng nhung xong bậc card order controller và dưỡng và php artisan make controller order controller và nhung enter máu ok chẳng riêng cho là ATP controller và order controller và chắc nhóm miền method mũi thà store và chắc miền request và chắc nhóm xong một cái form request mũi php artisan make request và chúng ta order store request và những chỗ order store request và dương máu và lại ní dương true or right true và Lại ní dân miền customer ID và dân nullable integer và exist customer ID và chẳng dương client order controller ní dân power order store request về chẳng dương đài đám request or bà chân dân châu kha bà dân vinh máu kha đọt trẻ bà chân pi dân châu trao script dân tới compile npm run void bà dương ok chân on submit nhưng zoom on click this dot handler click submit ok chân nhung copy ở đằng máu vô một đạo lứ và chân lại như dương miệng axio dot post admin order và chân là field parameter bởi dưới cứ customer ID right. This dot state dot customer ID dot then rest và nhầm log rest dot data ok chẳng ngờ dân châu route web và dưỡng dot php nhưng sau mà bật cao result mùi tiết đã thả orders chẳng pointer or order controller và chẳng ngờ dân xạ tè và dưỡng nữa và nhầm refresh nhưng expect element mơ mà ok chẳng còn men error ấy thế và nhầm click submit và error state of undefined card nhầm copy này copy màu đã được trong constructor và dưỡng và this dot bind this ok chẳng như reframe ra tiện máu nhưng submit và chẳng là đây việc print chỉ lệ cái nạ đai đám nhưng châu code và dưới nhưng châu controller mà nhưng power return vinh và nhưng click ra tiện máu này bà chấn lại nick custom ID và dương nào ok chấn dương select máu nhưng tiêu hỏi đã nhầm đã sẵn đi on đấy click ok chấn customer ID và dương mà rồi pì bà chấn dương chọc đam create order và dương máu nhưng delete ok chấn order create bà chẳng ở field A class để dân thử đã dân thử mơ nồng model và dưỡng và nhầm copy máu chẳng customer ID request customer ID và user ID request user ID và chấn dương assign to variable mối nhiệm đã order và chấn dương từ do can và dương mới nhiệm đã can và request user hard get. Ok, chấn nhung return card bà dưỡng. Ok, dương refresh bà dương máu. Click submit. Ok, chấn dương miền ai thăm bà dương. Ok, chấn dương loop dương máu loop create order item bà dưỡng. Và for each card. Ok, item. Bà chẳng lại order của dương ní dương miền relationship dương bà ní item bà chẳng dương order item create bà chẳng order item của dương miền ai kì khá price quantity nâng product bà dùng pha máu và item price item pivot quantity và item ID và chân dương refresh bởi dương sạc mọi máu và nhóm sau mở cho data bởi dương sẵn dương refresh mà đón vì cho order là và nhóm cho data này chân nhóm lưu vi trên sân máu nhóm refresh và chân admin này nhóm cho browser và giấy refresh và nhung click submit. Ok, chẳng dương mơ database và dương. Ok, chẳng order customer chẳng admin tế order item ní và chẳng phải châu đấy nhưng mà part time đã tha pi item cho và câu cái nông progress fan nhưng đã select customer đã brand đã. Ok, nhầm submit. Ok, chẳng dương mưa nông data bởi dương order item bởi dương miền bởi bà. Ok, order ID cứ bởi product ID cứ bùm bởi nâng đọc bởi và dương mưa nông order bởi dương này. Ok, chẳng dương miền customer dương cứ ID lịch muối bà chẳng bởi to bì tự tù lái dương thời clear item trên bị card bởi dương và này và nhầm cho editor bởi dương máu và nhầm cho là chấm request user card details và chấm dương lục trên bị non card bởi dương. Ok, chẳng nhầm return success và chẳng nhầm sale máu nhầm refresh và dưỡng browser và nhầm refresh máu chẳng submit. Ok, success chẳng dưỡng refresh và dưỡng xa tiệt máu và chẳng khát và dưỡng thật gặp bạn này chẳng lại ní lại nhờ submit bỏ dưỡng và chẳng biết là về sạch sẽ nhung load card sạc mấy. Ok, và chẳng nhân châu là card và dân sạc mấy nhầm cho này mối phí và nhầm submit. Ok, chẳng card và dân cờ dân clean đấy và chẳng video này nhầm miên phần ứng chụp nếu video của top để tôi cho môi năng payment và dương.